là từ tầng cao nhất của vô sắc giới phi tưởng phi phi tưởng thiên xứ, thì để nhập diệt thọ tưởng định thì phải hành tứ niệm xứ phải không? Nếu nhập diệt thọ tưởng định thì đã thành A-la-hán phải không? Trước hết á, là một á, là phi tưởng, mình nên để là phi tưởng phi phi tưởng xứ nha, chứ còn mà phi tưởng thiên xứ thì nó kỳ lắm. Quý vị mà muốn đạt được cái diệt thọ tưởng định á, thì điều kiện là chúng ta ít nhất là phải chứng A-na-hàm nha, và thông thường á, thì chứng quả A-la-hán. Chứ còn mà mình và khi mà mình chứng A-na-hàm, tối thiểu là A-na-hàm á, và mình chứng phi tưởng thì khi đó, đó mình sẽ có thể tự nhiên thôi, tự nhiên mình biết là vào diệt thọ tưởng định là mình vào như thế nào. Nhưng mà quý vị nhớ giùm nha, cái chuyện là mình chứng A-la-hán đó thì đó là cái điều kiện, chứng A-na-hàm thì đó là cái điều kiện, chứ không phải là mình vào diệt thọ tưởng định rồi thì mình mới chứng thánh nha. Nhớ là chứng thánh rồi đó thì mới vào được diệt thọ tưởng định, chứ không phải là vào diệt thọ tưởng định rồi thì mới chứng thánh. Hai cái này nó khác nhau. Và cái vấn đề này thì không biết là sư Tuệ Tường có ý kiến gì hay không. Thưa quý vị, thì sư cũng đồng ý với Đức Hành Tuệ về cái quan điểm là để gọi là triển khai thiền nhập diệt thọ tưởng định thì phải là thánh nhân từ thánh A-na-hàm và thánh A-la-hán, đúng không? Có nghĩa là hay mình còn gọi là thánh Bất Lai đó, và thánh A-la-hán nữa vậy đó, hay là thánh thứ ba, thì thánh thứ ba thứ tư đó, đúng không? Thì ở đây á, để cho giảng rõ hơn về cái việc mà triển khai thiền thì cho diệt thọ tưởng định, thì sư xin trích từ một cái câu hỏi ở trong quyển Pháp Hành Thiền Tuệ của Ngài Hộ Pháp. Ngài có phân tích rất là rõ. Ở đây thì quý sư chủ trương là dẫn chứng tài liệu cho quý vị, rồi quý vị sẽ đối chiếu, không? Chứ nhiều khi quý sư nói thì quý vị nhiều khi quý vị lại hiểu lầm, là đôi khi nói theo ý kiến quý sư. Thì trong đây có một cái câu vấn là như vậy: bậc thánh nhân nào năng nhập diệt thọ tưởng định được? Thì ở đây đáp là chỉ có hai bậc thánh nhân có khả năng đặc biệt nhập diệt thọ tưởng, đó là bậc thánh Bất Lai và bậc thánh A La Hán, đã chứng đầy đủ 5 bậc thiền sắc giới và 4 bậc thiền vô sắc giới mà thôi. Bởi vì nhập diệt thọ tưởng cần đến 2 năng lực. Thứ nhất là năng lực của thiền định Samatha Ba La, bậc thánh Bất Lai hoặc bậc thánh A-la-hán chứng đắc đến đệ tứ thiền vô sắc giới phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và thứ hai là năng lực của thiền tuệ Vipassana Ba La, bậc thánh nhân chứng đắc Bất Lai thánh quả hoặc A La Hán thánh quả. Ngoài ra, ngoài hai bậc thánh ấy ra, bậc thánh Bất Lai, bậc thánh A La Hán không chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sắc giới và 4 bậc thiền vô sắc giới, và bậc thánh Nhất Lai và bậc thánh Nhập Lưu dù đã chứng đắc đầy đủ 5 bậc thiền sắc giới và 4 bậc thiền vô sắc giới cũng không đủ khả năng nhập diệt thọ tưởng được, bởi vì không đủ 2 năng lực cần thiết. Thì ở đây sư cũng có, ở đây thì trong tài liệu Ngạn Pháp có nói thì cái điểm này là để quý vị biết cái tầm quan trọng của thiền diệt thọ tưởng. Chứ đôi khi mình đọc sơ qua mình nghĩ là thiền diệt thọ tưởng chắc có thể là dễ, nhưng mà không, thưa quý vị. Thì ở đây mà trong tài liệu Ngạn Pháp có nói là bậc thánh Bất Lai hoặc bậc thánh A La Hán có khả năng nhập diệt thọ tưởng đó, cần phải có đủ 5 chi pháp như sau. Thứ nhất, phải có đầy đủ 2 năng lực, 2 năng lực mà sư vừa kể trên đó. Thứ hai, phải có khả năng chế ngự 3 pháp hành. Thứ ba, phải có 16 pháp hành thiền tuệ. Thứ tư, phải có 9 pháp hành thiền định. Và thứ năm, phải có 5 pháp thuần thục trong 9 bậc thiền. Đó là 5 chi pháp cần thiết để hỗ trợ nhập diệt thọ tưởng. Đúng không?
Để cho cái nếu mà cái vị này nè muốn tìm hiểu rõ rõ về cái tường tận về thiền dịch thọ tưởng thì cái tài liệu mà sư cung cấp đó chữ vị đó là quyển Pháp Hành Định Tuệ của ngài Hậu Pháp. Quý vị đọc ha cho nó rõ hiểu rõ hơn thì trong đây có cái chi tiết có chi tiết này đó, nhưng mà chi tiết này thì nó dài cho nên là ở đây sư không trình bày thêm. Có nghĩa là khi mà một vị thập nhập diệt một vị thánh thánh anh hàm đó vị thánh là hán đó khi mà nhập diệt hội tiền định đó, thì phải có sự cái sự những cái sự chú nguyện như sao quý vị chịu khó đọc thêm mà sẽ hiểu rõ thêm. Và xin kết thúc cái phần trả lời câu hỏi này. Thì sư chủ trương là mình có những cái mà nó xa mình quá thì mình chỉ biết vừa tới thôi, chứ còn mình tìm hiểu kỹ thì nó cũng không có để làm cái gì, nó có thể rất dễ dẫn đến cái chuyện là mình gọi là bàn thiền thì tợ thánh mà trước cảnh như ngu, dầu ở cửa không chưa thành vô ngã. Đó là cái bài Sám Hối Sáu Căn của Trúc Lâm. Mình sẽ thấy rất là hay, tức là mình ngồi mình bàn rất là giỏi nhưng mà đụng chuyện mình làm không được. Thì sư chủ trương á, là chúng ta hỏi và chúng ta bàn, chúng ta học những cái gì đó nó thiết thực và xài được. Chứ còn bây giờ thì mình còn tham, còn sân, còn si cả một đống nữa. Mà mình tìm tới cái diệt thọ tưởng định thì phải nói là nó cao quá. Rồi, thôi bây giờ qua câu hỏi tiếp theo.